Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chương trình Aerop đến từ mạng Matic nha các bạn à, Polygon à, thì cái dự án erop có tên là Monspale à, Hiện tại thì nó đang phân phối cái phần thưởng cho các bạn khi các bạn tham gia và làm các nhiệm vụ ở trên con bot Telegram của nó nhé Đầu tiên các bạn nhấn Start để bắt đầu con bot Telegram này Chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ, các bạn chọn English cho mình nhé nó sẽ yêu cầu nhập cấp tra. Cái hình này giống cái hình phía dưới thì các bạn click vào nhé. Ok. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là cái dự án này đồng token có ký hiệu là MNPL nhé. Và đây là kèo random dành cho 5.000 người tham gia. Đấy. Các bạn sẽ nhận được cái đồng token này. Đấy. Ok. Ở đây thì các bạn sẽ click vào. làm từ nhiệm vụ một đấy. Uhm, các bạn sẽ click vào Twitter này, truy cập vào cái đường link Twitter của nó và uh, follow. Thứ nhất là chúng ta sẽ follow. Thứ hai là các bạn sẽ uh, retweet bài viết này. Và là các bạn điền cái link profile của các bạn vào. Ok tiếp theo các bạn roi vào discord của nó. Các bạn roi vào. Các bạn Upset invite mở kênh discord lên. Các bạn nhấn vào phần very ở do Các bạn click vào cái cấp ấy cái 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 icon này này, chúng ta sẽ phải uh, xác nhận đã đồng ý với các điều khoản của nó, sau đấy các bạn nhấn vào cái 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 icon này để có thể là xác minh tài khoản của chúng ta. Đấy. Sau khi các bạn xác minh thành công rồi thì các bạn quay trở về con bot telegram. Các bạn uh, sẽ uh, điền cái username telegram của bạn vào. Đấy. Tiếp theo, cái nhiệm vụ là join Mark chain on Discord Các bạn truy cập vào nhé Các bạn truy cập vào cái kênh của nó Kênh Discord Sau đấy thì các bạn sẽ uh, Xem nào, ở đây nó không yêu cầu Chúng ta phải uh, very đúng không Thì các bạn quay trở về con bot và các bạn Điền username uh, giống như phía trên Các bạn enter nó lên Đấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta còn bước cuối cùng là điền địa chỉ ví Polygon wallet của bạn. Các bạn sử dụng ví MetaMask hỗ trợ mạng Binance Smart Chain nhá, hoặc là ví Trust Wallet cũng được. Đây. Chúng ta sử dụng ví MetaMask để có thể điền vào. Ok thì các bạn sẽ thấy là à, à, chúc mừng các bạn đã nhận được à 10 cái đồng token và giá trị dự kiến nó sẽ là à 5 USD, 0.5 USD cho một đồng token. Ngoài ra thì các bạn có thể mời thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký khác để có thể tham gia vào chương trình Aerobe nhận cái đồng token MNPL này nhé. Đây là một dự án đến từ mạng Polygon và hy vọng nó sẽ mang lại chúng ta giá trị khi các bạn tham gia vào chương trình Aerobe của nó nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Chúc cho các bạn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhé, nhớ đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những video mới nhất những dự án chất lượng nhất đến từ channel của Tiểu Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.